Hai, Sang chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sang thấy trên mạng có những cái video nói về thu nhập của Sang Vlog, một con số mình thấy là rất là khủng luôn. Có video nói Sang Vlog là kiếm một năm thu nhập đến 18,8 tỷ, một con số rất là khổng lồ. Nếu mà người xem không có rõ thì sẽ rất dễ là hiểu lầm mọi người. Trước những cái thông tin trên mạng mà mình thấy nhiều video đưa ra về thu nhập của Sang Vlog chưa có chính xác nha mọi người. Chính vì vậy mà hôm nay mình quyết định mình làm cái video này để cho mọi người có một cái nhìn nhận khách quan và chính xác hơn về thu nhập của Sang Vlog mọi người từ YouTube nha. Không thể phủ nhận là YouTube đã mang đến cơ hội thay đổi cuộc sống cho nhiều người Việt Nam. Nhiều người so sánh cái thu nhập của các YouTuber đa số là lên cái trang Social Blade đó mọi người để mà xem thu nhập nha. Nhưng mà cái cách mà xem thu nhập của các YouTuber qua cái trang Social Blade đó là có đúng hay không mọi người? Theo Sang là không có đúng, không có chính xác nha mọi người. Bây giờ Sang sẽ mở cái trang Social Blade lên và sẽ cho mọi người thấy. Đây mọi người, trang Social Blade thì sẽ ra thống kê về Sang Vlog nha mọi người. Rồi mọi người nhìn thấy đây nè. Đây là số lượt subscribe hàng tháng nha mọi người, 30.000 này. Số tiền kiếm được hàng tháng này, 3.000 đô la cho tới 48.000 đô la. Một cái khoản đưa ra rất là rộng mọi người. Số lượt xem hàng tháng là 12 triệu view nha mọi người. Còn ở đây là tính thu nhập nha mọi người. Nhưng mà cái cột thu nhập này mọi người ở Social Blade đó, họ họ tính tất cả luôn mọi người, cả cả những video mà chưa bật kiếm tiền hoặc là những video bị vàng tiền nha, họ cũng sẽ thống kê vào đây luôn. Cho nên là không có chính xác nha mọi người. Mọi người căn cứ vào cái thu nhập này để nói Sang Vlog là tổng thu nhập là bao như thế này là không có chính xác nha mọi người. Thì vì trong này là họ tính cả những video mà không được kiếm tiền nha mọi người, bị vàng tiền hoặc là những video mà chưa bật kiếm tiền mọi người. Ở đây nè mọi người thấy nè, họ tính CPM này, ở đây là từ 0,25 cho đến 4 đô la nha. Đó là tùy theo cái số lượt xem ở từng quốc gia nè mọi người. Ở Việt Nam giá mà trên một cái lượt xem quảng cáo nó rất là thấp luôn mọi người. Khán giả của Sang thì đa số thì ở Việt Nam thì mọi người, thành ra là cái khi mà cái lượt view quảng cáo đó được cái giá là rất là thấp luôn. Ở đây là trên cái trang Social Blade này thống kê về thu nhập của Sang Vlog này, 36.000 đô la mọi người cho tới 579.000 đô la nha một năm nha. Nhưng mà một cái khoản rất là rộng luôn mọi người. Nhiều người cứ lấy con số 36.000 cộng cho 579.000 này xong đó chia đôi là ra cái thu nhập của YouTuber này, là hoàn toàn không chính xác nha mọi người. Không có thể mà mình lấy cái mức thu nhập thấp nhất và cái thu nhập cao nhất này sau đó mình cộng lại mình chia hai là ra thu nhập của YouTuber nha mọi người. Đó là một cách tính sai và không có căn cứ nha mọi người. Thì đó, Sang mở cái trang Social Blade lên rồi Sang cho mọi người thấy về cái YouTube thống kê về cái cách tính thu nhập của các YouTuber nha mọi người, để mọi người có thể hiểu rõ hơn, để mọi người khỏi phải hiểu lầm như mọi người. Nhiều khi chỉ là một nửa sự thật thôi mọi người, nhưng mà cũng đủ gây ra hiểu lầm nha. Bây giờ mình sẽ tính ra tiền Việt xem thu nhập của Sang Vlog hàng năm là kiếm được bao nhiêu tiền nha mọi người. Thì ở đây mình thấy là cái thống kê trên trang Social Blade ấy, đưa ra một khoảng rất là rộng luôn mọi người. Ở đây mình lấy 36.000 đô la nè mọi người. 36.000 mình nhân cho giá là 24.000 nha mọi người. 24.000 thì ra là 864 triệu nha mọi người, một năm nha mọi người. Thì đây là cái mức tối thiểu nha mọi người. Rồi mình sẽ nhân thử cái mức tối đa là được 579.000, 579.000 nhân cho 24.000 ra là 13 tỷ nha mọi người. Cái đây chỉ là một con số thống kê ở mức tối đa của trang Social Blade thôi mọi người. Đây mọi người có thể nhìn đây thấy nè, đây từ 0,25 cho đến 4 đô la nè mọi người, tức là trên một lượt xem quảng cáo hoặc một lượt nhấp vào quảng cáo đó mọi người. Cái này Sang cũng nói rồi, nó là nó tùy thuộc vào thời gian xem quảng cáo này, cũng như là tùy thuộc quảng cáo đó hiển thị ở quốc gia nào nha mọi người, nó sẽ có một cái giá khác nhau nha mọi người, từ 0,25 đô la cho tới 4 đô la nha mọi người, tương đương lại là 36.000 đô la cho tới 579.000 đô la nha mọi người. Đa số mọi người
đa số là cái lượt xem trên trang của Sang Vlog đang dưới là khán giả ở Việt Nam nhiều người, cho nên là cái giá mà xem quảng cáo hoặc mục đích và quảng cáo trên trang đa số là nó nằm ở khoảng $0.25 cho mọi người, cho nên là ở cái mức tối thiểu mà trang Social Red đưa ra này là $36,000 nè mọi người, $36,000 thì mọi người có thể thấy là nãy Sang đã tính ra được rồi đó, ở mức tối thiểu là hơn 800 triệu một năm thôi mọi người. Thì $36,000 này mình nhân cho 24,000 là bằng 864 triệu nha mọi người. Giờ mình chia cho 12 tháng ra một tháng là 72 triệu thôi mọi người. Thì con số này là mình thấy là Sang Vlog đã từng chia sẻ năm 2021 đó mọi người, trong 2 năm đó. Thì Sang chia sẻ là tính ra cái mức thu nhập hàng tháng của Sang là trên 60 triệu, mình thấy là tầm đúng mọi người. Mình tính ở đây là 72 triệu này. Trong đó là một nửa là Sang chia sẻ là đã đưa cho các mấy đứa nhóc quay video cùng mọi người. Ngoài ra Sang mua bò rồi sửa nhà cho các đứa nhóc nữa mọi người, trong đó là trả lương cho các đứa nhóc. Mấy đứa nhóc thì khoảng 7-8 đứa vậy mọi người. Mấy anh ở trên bảng thì cũng 5-6 anh nữa mọi người. Thì tháng mà quay video với Sang Vlog thì Sang Vlog cũng trả tiền lương cho các anh nha mọi người. Ngoài ra Sang cũng tặng quà cho anh Hưng như mấy anh trên bảng nha mọi người. Hàng tháng là Sang Vlog còn khoảng hơn 30 triệu nha mọi người. Trong đó là Sang dùng để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình mọi người, rồi đầu tư vào các video cho những video sắp tới nha mọi người. Thì mình nhìn trên thống kê của trang Social Blast này, so với lại cái chia sẻ của Sang Vlog trong cái video trên YouTube này, mình thấy là hoàn toàn đúng nha mọi người. Những video trên mạng nói Sang Vlog thu nhập khủng 18 tỷ một năm là hoàn toàn là không đúng sự thật nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này có ích á, thì mọi người cho Sang xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Bây giờ Sang chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha.